Hello mọi người, đã quay trở lại kênh Cá Cảnh của mình. Thì hôm nay mình sẽ lên nhanh cho anh em một số dòng thủy sinh bên mình đang có ha. Thì trước tiên mình sẽ nói qua một chút về cái phí ship bên mình, là 30k cho toàn quốc. Anh em nhận cá kiểm tra rồi mới thanh toán ha. Đơn 200k thì bên mình sẽ phí ship cho anh em. Rồi thì bên mình cũng có bán một số thức ăn cũng như là cám dành cho Cá Cảnh, thì anh em có nhu cầu thì ủng hộ mình ha. Thì trước tiên mình sẽ lên cho anh em dòng bingo. Hiện tại bên mình đang còn ghi bông và gan luôn ha. Thì ghi bông sẽ là 70k, còn gan thì sẽ là 30k trang cặp ha. Ok, dòng tiếp theo là Lutobat. Lutobat hiện tại là bộ này là bộ BDS các bạn, nuôi rất là dài, vây này siêu to luôn. Thì giá sẽ là 40k một cặp, 3 cặp sẽ là 100k ha. Ok, rất là đẹp các bạn. Rồi, đằng này thì chạy mình về có về thêm dòng Corgette E các bạn. Thì ở đây là full tay. Full tay thì mình để giá là 40k cho một cặp. Chống thì mặc định sẽ là full hai tay đỏ lưng. Và máy thì sẽ là full đầu full hai tay ha. Ok các bạn. Rồi, tiếp theo thì sẽ là dòng full gold. Full gold gen. Chớm tay cho các bạn tập chơi ha. Thì giá sẽ là combo 3k. 3 cặp 100k. Ok, rất là đẹp. Thì đây là dòng coi đen sọt các bạn. Gen mình ghi bông mình hết rồi. Thì dòng này mình đang để với giá là combo luôn đi, 3 cặp 100k. Rất là đẹp luôn, giá nghe cực kỳ sọt ha. Cho anh em mua về làm giống tập chơi thì rất là ok. Rồi tiếp theo đây là dòng bộ BDF này mình, vây tròn đuôi tròn. Thì bộ này, bộ khuôn gác mình đang để với giá là 50k một cặp ha. Đợt này mình sẽ giảm một chút, tại vì mình lên gác hơi nhiều không ạ. Đâu đó khoảng 30 cặp. Rồi tiếp theo là bộ Dumbo. Dumbo này cá này còn tơ các bạn, khoảng 2 tháng rồi. Thì trai bơi đã rất là đen. Mình đang để với giá là 30k cho một cặp. Anh em nhanh tay ha, tại vì lần này Dumbo mình không có nhiều các bạn. Đâu đó khoảng 20 cặp thôi. Thì lên với giá cái em cho anh em chơi. Thì đây là bộ Albino Get Go. Vậy rất là đẹp luôn, bộ này thì là bộ tiễn giống của mình ha. Các bạn nhìn này, quay ship ly rất là dài. Thì bộ này giá nó sẽ cao một chút, chứ là 80k cho một cặp. Anh em có nhu cầu thì liên hệ cho mình ha. Cảm ơn anh em.